Nguyên nhóm này chơi với nhau được nè. Vui quá à. Biết mọi người có vui như mình không? Có. Chắc mọi người đang deep lắm. Ngoại. Mình vui thôi. Mệt quá. Quá thật, trái với không khí vui vẻ bên Austin, ở bên này đồi chè, hai chàng trai đang rất tâm trạng. Ủa em chơi. Bài nào em anh cảm thấy anh buồn nhất? Vì thế yêu nhau như cơn sóng vô, còn quanh bao năm không buồn mặn hồ. Tình anh đi xa và mình anh vẫn dõi chờ. Duyên mình dịu em thơ dẫn thơ, và em nâng yêu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, từ gió theo mây ngàn bình yên thêm muôn vàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, để khiến em chẳng còn nhiều liên lưu. Anh mong lòng mãn em cô, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Ngày báo qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Ta yêu sai hay đúng không quan trọng. Em còn thấy đau tức là còn thương. Buổi sáng tại Vintage Gardens Farmstay mang một không khí mát lạnh cùng một không gian rộng mở, gần gũi với thiên nhiên, kết hợp với núi đồi Bảo Lộc tạo nên những khung cảnh đầy thơ mộng và lãng mạn. Các bạn trẻ đang chuẩn bị cho những cuộc hẹn cuối cùng trong ngôi nhà chung mùa 12. Thì ra đừng có lợi dụng, không có ôm ôm gì hết á, không có anh em gì nữa hết á. Đâu à, bụng bao đã luôn. Gán mà sống thì tốt rồi các bạn. Các bạn hư là qua sợ cái đầu nha mày. Cho mình đôi tóc lại từ đầu nha mày. Dạ dẫn tóc đi, mua bồ kết. Xong rồi nói nghe nè. Thấy tóc y cũng sợ á. Mua bồ kết hay là xin siêu xả gì sợ là chung. Giữ cái tóc mình nằm ngược lại, thấy chưa? Mày cũng vậy á, để đầu trên bơm mình có ngày thật cạo á. Em với Vi đi ngủ, trong lúc Vi ngủ thì chị Lily hẹn hò với Sì Tinh. Sao em thấy được? Nhưng mà em cũng đâu, chị Vi cũng đâu thấy đâu, nhưng mà sáng kể lại. Đúng rồi, làm Vi buồn. Trong lúc chị đi ngủ hay có đi hẹn hò, em thấy không? Yêu quả mà bài này đi, ghen chứ chị? Ghen chứ, ghen chứ. Trên chuyến xe đến địa điểm của những cuộc hẹn, tất cả các thành viên dường như đều đang có những tâm tư của riêng mình. Thành hẳn không thể vui khi Nhân và Ý luôn bên cạnh nhau. Sau cuộc hẹn đêm qua, Lily và Austin càng gần nhau hơn, khiến cho Vi có nhiều nghĩ suy. Có lần trong bữa ăn tối hôm trước, mọi người có hỏi Austin là Austin có phải là cặp đôi bí ẩn hay không? Thì Austin trả lời là Austin nói là Austin không có muốn trả lời. Nên là cái điều đó khiến mình nghi ngờ Austin. Và thì cũng như những lần mà mình hỏi chị Lily có phải cặp đôi bí ẩn hay không, thì chị Lily cũng chỉ cười chứ không có trả lời gì hết. Nên là mình nghi ngờ hai người đó là cặp đôi bí ẩn. Vi. Dạ.
Anh cởi bộ dây gì ra anh hào mặt chị, anh hỏi là hôi không? Là sao trời? Trong buổi sáng nay, các thành viên sẽ có hai lượt hẹn hò. Lượt đầu tiên, các chàng trai được quyền chọn cô gái mình muốn cùng nói chuyện. Trước đi, trước đi, trước đi, trước đi. Ngại ngùng. Bye nha. Hạnh phúc nha. Có thể nói cuộc hẹn đầu tiên trong sáng nay là một cái lần mà Minh dũng cảm nhất. Mọi người có thể đánh giá Minh ở ngoài thì nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà thực chất trong cái chuyện tình yêu thì Minh không có giỏi. Minh đã lấy hết can đảm luôn, cái khoảnh khắc đó là gọi là một cái khoảnh khắc là nhớ nhất trong cuộc đời Minh, là dám mạnh mẽ là nắm tay Diệu, dắt Diệu đi không chần chừ. Bởi vì là ngày cuối á, Minh sợ là nếu như mà Minh không nhanh tay thì sẽ có một chàng trai khác nắm tay Diệu đi, cho nên cặp đôi kia dự đi là mình nắm tay dự đi liền luôn. Cái đó một cái khoảnh khắc là mình nhớ nhất trong chương trình. Em thật sự em biết em sẽ chọn ai mà anh cứ chọn đi. Anh cứ chọn đi. Đi đi. Mời em đi. Thì đi nói chuyện thôi mà, có gì đâu. Có gì. Cầm tay nhau. Trời ơi. Cầm tay nhau. Cặp đôi để cho anh hả? Cũng ngang mình thôi. Ngang bằng mình thôi. Thua mình. Thua mình. Thì có thấy người đầu tiên mà anh điền vô giấy cũng là tên em không? Người cuối cùng cũng là tên em. Em là nghĩ là em là trường hợp dự phòng thôi. Cái mà em nghĩ là trường hợp dự phòng mà nó không hề không thể xảy ra luôn. Em nghĩ trong chương trình anh thích ai mà em nói em là không, trường hợp dự phòng? Đầu tiên là em cái buổi đầu tiên là anh với em ấn tượng với nhau là có, em cũng có kỹ là có luôn. Nhưng mà sau qua ngày thứ hai thì em bình thường tất cả các nam, còn anh thì ấn tượng với Ly nhiều hơn. Đúng rồi, anh không nói là bà với Ly khích lệ anh á. Em nghĩ nha, là hai người là đang hiểu lầm nhau thôi. Anh không có ý đó. Và chị Diệu đang hiểu lầm là anh khoe khoang. Thì em nghĩ là hai người nên có một cuộc hẹn để nói chuyện. Tại vì ngày mai là ngày cuối rồi. Mà bây giờ hả, hai người vẫn còn hiểu lầm nhau thì làm sao? Anh dốt lắm. Trong cái chuyện tình cảm á, thì nói chung là cũng hơi dốt. Kiểu như là mình ngại nói ra hoặc là mình run gì đó, mình sợ gì đó. Anh nghĩ bản thân anh vậy, nhờ có con bé động viên thêm một xíu thì anh mạnh dạn hơn á. Theo em nghĩ thì anh ở ngoài đời thì cũng chắc là nhiều chị theo đuổi á, nên là anh Minh cứ từ từ. Từ từ gì vậy? Anh đã cho mình bản thân mình là 7 ngày rồi. Bật xuống hả? 7 ngày để gọi là đi tìm tình yêu á. Tại vì anh biết sao không? Trong chương trình mình số lượng người chỉ như vậy nên là mình có giới hạn trong cái sự lựa chọn. Chứ thật sự em nhìn lại bản thân mình em cũng có nhiều điều mà mình không thích đó. Khi mà người ta thương á, người ta đâu có để ý tới những điều xấu của em đâu. Những cái điều xấu đó người ta có thể lấy ra người ta thương hết, mà khi người ta mà không thích á, người ta sẽ tìm mọi thứ lý do để người ta không thích, đúng không? Bây giờ em không thích một người, dù người ta có tốt có mấy là em cũng tìm lý do này lý do kia để em không thích người khác. Có khi người ta đã thương em rồi, người ta đã thích em rồi thì em có sao người ta không thích à? Đó mới là tình yêu á. Rồi đố em mang cặp đôi bí ẩn. Cặp đôi bí ẩn hả? Ừ. Nhanh với ý. Anh vẫn nghĩ Austin hơn. Hả? Anh vẫn nghĩ Austin. Austin là thích Vi. Giờ em mới biết. Giờ mới biết hả? Cả một cái chương trình em vẫn giữ chính kiến là hai người đó là cặp đôi bí ẩn. Là nhân với ý hả? Hay là Vi Austin? Vi Austin, nhưng mà đến giờ thì biết rồi. Tại vì nhân với ý là quá mệt rồi, giấu bao nhiêu ngày là mệt lắm rồi. Ngoài chị Ly á, đang nằm trên phòng, thấy chị nhìn chị Ly. Đang nằm nghe là chị Ly nằm đối diện chị Ly đó, chị Ly bật vậy. Trời ơi, sao ngoài nó nhìn y chang nhân vậy? Sao hai đứa nhìn thấy phu thê quá vậy, nhìn y chang nhau. Cái em nói, ủa giống chỗ nào mà giống? Cái em nói, thiệt luôn á,
chỉ nghi ngờ hai đứa và sao hai đứa nhìn y chang nhau. Chết rồi. Mắc cười, trời ơi chị Ly, chị làm em hốt hồn luôn. Chị Ly chị đang nghi á. Tự nhiên qua chị nhìn mặt anh em xong. Thật á, nhiều người giống như cái kiểu mà từ cô Hạnh. Cô cho con hỏi là tại sao cô lại cho hai bạn này vô một cặp vậy? Cô nhìn thì cô thấy cặp này ok. Cô thấy hai bạn rất là dễ thương, ra là cô chọn hai bạn cắt hoa. Giống nhau không cô? Giống nhau. Chắc có nét thu hai. Anh Phúc. Anh Phúc nào? Anh Phúc ở homestay 1991 á, vintage 1991. Chụp hình mình hả? Ờ. Rồi. Anh nhìn ra được là cái cặp đôi nào mà giống như ăn ý với nhau nhất á. Ừ. Và bây giờ xin đến thực. Thì đối với anh á, về màu sắc, về hai bạn nó vô cùng chân thật. Bởi vì nó có cái tình cảm thật ở trong đó đó anh. Ờ, hai bạn không có ngại ngùng, hai bạn không có gì hết, đúng không? Ừ. Wow. Lo. Lo. Chửi. Để mọi người có ai nhìn không nhở? Đừng có mà. Rồi quên. Quên tay. Quên tay. Không nữa không? Mày quan tâm người khác. Mày tốt như người khác. Khùng. 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 Nếu mà anh không quan tâm người khác á thì giống như kiểu không ai anh cũng tốt cho nên cái anh bỏ em ra. Phải bỏ em ra chứ. Hả? Kiểu quan tâm nhiều rồi giờ. Không, anh chả khen em luôn á chứ. Gót nước em cũng thèm gót nước cho em luôn. Thì lúc trước có nói rồi là lúc đầu anh sẽ thích em, ở sau anh sẽ không thích em nữa. Nhưng mà tự nhiên nay tỏ tình thôi. Không thích tôi, cái tư tưởng này tỏ tình thấy xàm không? Nhảm nhí. Đồ nhảm nhí. Đồ khùng. Thấy nhảm nhí không? Thấy mình nhảm nhí chưa diễn viên? Hai diễn viên. Phải đặt diễn viên nữa chứ. Nhảm nhí. Ủa anh không che cho anh hả? Che đi, che được hai người mà. Anh đâu cần. Thật sự thì anh thích đi nắng hơn. Này nắng không phải là gì mà là nó hại da á. Em biết miếng gấu không? Nữa. Mày gấu da dày lắm. Austin kìa, ga lăng. Nice. Nay ga lăng rồi. Biết rồi. Vi nhận xét xong cái ga lăng rồi. Rồi tao nói cái để một xíu luôn. Từ xưa đó anh có giống như kiểu tóc anh á. Cái tóc đỏ. Tóc đỏ. Đỏ thật đỏ kia. Em tóc hồng. Hồng hả? Trời ơi. Là mới gần đây luôn á, mới à. Cái thời mà mới cách đây hình như trước Tết á, vài tháng á. À. Em nhuộm tóc hồng. À. Nhuộm tóc xám nữa. À. Đó. À. Ở sao nhìn khác bây giờ quá vậy? Khác không? Bất ngờ chưa? Ờ, bất ngờ. Ủa? Đó. Sao thời xưa nhìn ngầu bây giờ giống như kiểu kiểu sao bây giờ sao? Không có ngầu. Không có ngầu hả? Chưa, không ngầu lắm. Không ngầu lắm, bây giờ anh cũng có ngầu lắm đâu. Anh ngầu mà. Anh không ngầu hả? Không ngầu lắm mà. Nhưng mà nghe anh kể hồi xưa thì thấy anh ngầu. Ờ. Nhưng mà bây giờ không ngầu lắm. Không ngầu. Ờ. Ghê trời. Mình giống nhau vậy. Ok. Ghê nhờ. Bất ngờ hả? Ghê mất ngờ quá à. Bất ngờ cái lúc mà hồi đó anh ngầu. Uống. Dư là sau đó cái anh cạo đầu. Thế hả? Anh cắt giống như chân mày á. Cắt chân mày? À, à. Em cạo chân mày. Cạo chân mày. Ồ, không biết lúc đó nhìn anh như nào hả? À, nhìn kỳ lắm. Mắc cười quá à. Hôm nay mình biết thêm một vài thứ về nhau á. Nhiều một hai vậy. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sawasdeekha. Sawasdeekha. อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณครับเจมส์เรโอไฟเอ็มทิชชั่นเอ็มรู้สึกคนใจจริงๆ dễ thương có tính cầu tiến nói chung là không cần phải nói nhiều tự làm nhiều là được rồi. Rồi dần dần thời gian nó sẽ thể hiện được hết chứ không cần mình phải nói ra. Mà nhiều lúc á, có nhiều cái mình cần nói để cho đối phương biết. Và xử sự không thôi là nó sẽ mất cơ hội. Còn một số cái á, mình nên làm nhiều hơn nói. Đôi khi cái điều mà mình nói ra á, tất cả mọi người đều biết cái đó là nó có đúng sự thật hay không, hoặc là chỉ là một
bạn nhỏ cấp 1 cũng biết cái điều đó là như thế nào. Nhưng mà người ta tôn trọng cái ý kiến đó mà người ta kiểu như là không nói ra. Hiện tại thì cảm xúc của mình thật lòng nói thì không thể dối lòng được là vẫn có nghiêng về anh Minh chút xíu. Cũng có tình cảm, cũng có thương, nhưng mà mình sẽ đi theo lý trí nhiều hơn so với tình cảm. Sẽ chọn con đường an toàn. Được ngồi gần Diệu thì điều đầu tiên mình cảm thấy là rất là run. Rất vui. Run. Hai thì đó là hai điều mình cảm nhận được nhiều nhất. Và ở Diệu vẫn còn một cái là mình cảm nhận được là mình không phải là người Diệu muốn tìm. Nói chung là Diệu luôn tìm cách để né tránh. Nhìn bề ngoài thì ai cũng thấy được anh Minh là kiểu như bad boy một chút xíu. Anh nói hơi nhiều, cũng kiểu như nói nhiều lời trăng hoa. Nhiều, chắc là ngoài đời anh cũng quen khá là nhiều các cái chị khác rồi. Thì em muốn tương lai sau này em còn xây dựng cái sự nghiệp của mình nữa. Chứ không phải ngày nào em cũng phải bắt óc suy nghĩ để bảo vệ và giữ gìn cái tình cảm đó. Em cảm thấy hơi lo, hơi mệt mỏi. Ủa vậy bây giờ ví dụ như anh có sẵn sàng mà kiểu như là anh nghĩ là anh lo được cho bạn gái của mình? Chắc rồi. Chắc rồi hả? Giống như kiểu anh đủ để giống như sống mà giống như kiểu anh muốn hơn á. Nhưng mà tức là vẫn lo ổn nhưng mà vẫn muốn là cuộc sống mình tốt hơn đúng không? Anh cảm thấy như là nếu mình lo cho bản thân mình không á thì dễ. Dạ, đúng rồi. Lo cho gia đình cũng dễ. Em thấy lo cho bản thân mình không thì dễ. Kiểu như tại vì bản thân mình á là mình nghĩ là sẽ như nào cũng được á anh. Ừ, đúng rồi. Còn khi mà mình lo cho người khác mình sẽ có một cái áp lực khác nữa tại vì mình không muốn là họ bị thiệt thòi á. Đúng rồi. Mình kiểu như là mình thì mình nghĩ là mình thì thầu chút cũng sao, mình thiếu cái này chút cũng sao thì thì mình sẽ bù đắp lại bằng những cái khác. Còn người khác, người thân của mình đó thì mình nghĩ là họ phải lúc nào cũng phải đủ, cũng phải lúc nào phải không có được thiếu thốn, không có được cái gì, bất cứ cái gì hết á. Nên là mình lo cho mình thì dễ hơn là lo cho người khác. Lo cho mình dễ hơn. Nhưng mà cái này con đường trong mắt anh á là trước mình lo cho bản thân mình. Dạ. Sau đó mình lo cho gia đình mình. Dạ. Khi cái bước cuối cùng á là giống như mình lo cho xã hội được á. Ví dụ như sao anh có bị bận công việc nhiều quá không? Cái đó là cái mà anh hơi sợ. Anh bận nhiều đúng không? Em thấy kiểu như là mình đi làm đồ cách mình cũng bận nhiều. Đúng rồi, bận. Nhưng mà ví dụ như mà anh có bạn gái thì anh sẽ dành bao nhiêu ngày trên một tuần cho? Có thể dành bao nhiêu ngày trên một tuần cho bạn gái anh? Hai. Hai hả? Hai ngày hả? Cái đó hai hoặc còn một ngày. Không, em thấy cái đó là cái số lượng ok á. Thật, tại vì nhiều lúc em cũng bận lắm mà em cảm thấy nếu như bạn trai mình đòi hỏi mình ở mình quá mình cũng áp lực lắm. Tại vì ai cũng có công việc mà. Đúng rồi. Nó là anh có cái thói quen đó. Anh không thích nhắn tin qua lại qua lại. Em rất là ghét nhắn tin luôn. Thiệt, tại vì công việc của em mỗi ngày là trời ơi bấm máy tính rồi. Đúng rồi. Điện thoại đồ cái thứ á, check liên tục luôn á. Nên là mỗi lần mà được nghỉ ngơi một chút là em không có muốn nhắn tin, không muốn gì hết á. Có thể rảnh thì gọi để mà mình có thể trong lúc gọi mình còn có thể làm công việc khác á. Còn nhắn tin là mình cứ ôm điện thoại xuống đây nè, mình chẳng làm được gì hết luôn. Anh thấy chán luôn. Đúng rồi, không làm được gì hết luôn á. Nên là em ghét nhắn tin lắm. Với lại giống bữa em nói anh là mình nhắn tin á, nhiều khi nó sẽ bị dễ gây hiểu lầm á. Tại vì cái người đối phương của mình nó sẽ không có biết được là mình đang giận, đang buồn, đang vui hay đang gì hết á. Còn khi mà mình nói chuyện trực tiếp hoặc mình gọi điện thì sẽ hiểu được hơn. Chứ nhắn tin thì dễ hiểu lầm lắm. Nhiều khi mình cái ý mình nói ra nó chả có gì á, nhưng mà đối phương á người ta lại nghĩ là mình đang như này, mình đang như kia, mình đang như nọ, nên là em ghét nhắn tin. Ngày hôm nay có cái điều thú vị nhất đó chính là mình với Austin tìm ra những cái điều mà giống nhau ấy, giống nhau trong quá khứ là những cái gì mà tụi mình đã từng làm ấy, từng làm và giống nhau. Lúc mà Austin nói chuyện với Austin cảm thấy là hai người giống như cái cách suy nghĩ gần giống nhau luôn á, kiểu mình đồng ý về rất là nhiều chuyện luôn. Nhưng mà thật ra mình vẫn nghĩ Austin là một trong những người cặp đối bí ẩn. Và mình nghĩ là cùng với chị Diệu hoặc là chị Ly đi. Đến lượt lựa chọn thứ hai, các cô gái được quyền lựa chọn chàng trai mình muốn hẹn thì đã có một sự bất ngờ. Đây rồi, đây.
Chị đi, chị vui. Rồi, mình ra bờ hồ kìa. Chị vui. Ý quay về đi. Ý quay về đi. Con không cho cái này mồ chị mà em kỳ quá. Đi đi ra cây mát kìa. Đi ra đi không được. Con này vô duyên ghê luôn á. Em kỳ quá. Tụi chị tính có giá rồi. Anh giá ghê không? Có giá không? Có giá không? Ờ, Austin rất thích luôn. Cái đó đúng mà đúng theo yêu cầu của Austin. Mà no, Austin nói giỡn mà nó nói thật thì rất rất vui lúc ba người cảm thấy là thoải mái với Austin tới mức mà có thể chọn Austin. Cả bốn cô gái đều chọn anh Austin để đi ra nói chuyện thì mình nghĩ là đó là điều đương nhiên thôi, tại vì anh Austin mang lại cho người khác cảm giác là vui vẻ khi đứng bên cạnh và nói chuyện á. Nên mình nghĩ là bốn bạn nữ chọn Austin là bình thường. Cảm xúc của những chàng trai còn lại mà khi không được các bạn nữ chọn bắt cặp để nói chuyện thì mình nghĩ là chắc là có buồn. Mình nghĩ là anh Minh là người buồn nhất, tại vì anh Minh đang theo đuổi chị Diệu. Nhỏ mà ba anh đem tay gần chung những tiếng. Mình chỉ hy vọng là cái điều mình hy vọng nhất đó là Diệu sẽ chọn Minh đi, để Minh còn nhiều cái để nói với Diệu mà Diệu chưa hiểu hết. Thì Minh với Diệu còn một rất nhiều chuyện để nói. Minh nghĩ là suy nghĩ là Diệu sẽ chọn mình để tiếp tục hai đứa nói chuyện thêm rồi tiến tới cái cuối cùng. Nhưng mà cái quyết định của Diệu thì nó làm Minh phải nói là không biết nói hả, phải nói là rất là buồn. Ủa thiệt vậy luôn hả mọi người? Có giỡn không vậy? Ủa sao quay vậy? Ủa không cho em đi. Đuổi em kìa. Cứ đi đi. Ủa thiệt vậy luôn hả? Em đi dọn. Nhăn đi em ơi. Ờ. Anh ơi, anh hãy phát biểu cảm nghĩ khi mà ba cô gái chọn anh đi. Anh cô giá. Anh rất là thích. Anh rất là thích. Hai người nói chuyện gì lâu quá vậy? Đó thì nói gì vậy? Nó hơi nhiều. Nói gì nó lâu quá vậy? Hả? Nó xèm xè bị mắc nói á, mắc nói. Bí mật. Bí mật đúng rồi. Bí mật. Ok. Bí mật lên xong rồi biết. Quánh chứ. Thật kìa. Thì vậy hôm nay cũng đâu còn gì để nói. Có chàng trai viến lên cây, lời yêu thương cô gái ấy. Ân tình ngỡ như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng diêu em ngày thơ. Đừng có lăn xuống nha Minh. Mà Minh thì ok lắm. Ok hả? Minh rất là ok. Minh là kiểu tính là lúc đầu sẽ nếu không hiểu tính ảnh thì mình sẽ hiểu lầm á, mà người đằng sau. Okay. Em thấy Minh tình cảm lắm á chị. Tình cảm cực kỳ luôn. Không, nhưng mà tùy lúc thôi. Em lại nói như vậy nữa. Thì có tại vì em thấy tình cảm là từ cái lúc hôm bữa đi mua mì á. Này, em nói anh lại muốn đi nhanh thịt mà ba bà các bạn. Được mà, em cứ đi theo đi. Anh có... Không cho em đi kìa, nãy đuổi em lại kìa. Nhưng mà anh có... Nãy em đi theo và Vi với đại lại nó bồ quá, không cho em đi kìa. Thiệt tình luôn á. Trời. Toàn ngày mai không kêu. Em kêu đi chung mình có cái gì đó. Thấy anh hơi ngầu quá. Chắc nãy nói chuyện có vấn đề gì rồi. Chị Diệu với ai? Không thích chị Diệu mà. Tóc quay rung hết trơn. Biết sao không? Chị Diệu nói với em. Trời ơi, mày làm sao mà nhăn mặt nó xanh lè hết trơn. Mặt tái mét. Có hả? Tái mét là giống như không biết vô nói cho mọi người như thế nào. Ồ, vừa rung vừa sợ đáng lẽ. Ở ngoài đang cười, cái vô phải mặt. Ở ngoài đang cười, ở ngoài đang cười hả? Có cười hả? Lúc mà nói chuyện em xong phải cười chứ. Đang vui và lo cái vô phải. Vô mặt phải nghiêm trọng. Nên trời, tới hả là em kêu bằng chị hết rồi. Mang ông đâu, Vi bằng, Vi bằng. À. Chị Ly, chị Diệu. Anh Minh. Chị Diệu.
Không thì xưng anh em đã rồi nha. Ơ chị. Ơ chị. Chị diễn sâu quá đó mấy đứa. Lôi chị lên. Cho tại chị diễn sâu cái gì thì làm cái gì. Cái này mà chị đúng không? Em tại chị diễn rồi đó. Chị diễn chị quay xuống phòng chị làm gì. Chị diễn. Đóng MV má. Chị đóng MV rồi chị coi xe tùng. Chị quay một vòng hả? Ừ. Mấy người kia không biết có vui như mình không hả? Ai đi cái đường này cũng té đó. 2, 3. Hơi mệt. Vì nhóm này chơi với nhau được nè. Vui quá à. Biết mọi người có vui như mình không? Có. Chắc mọi người đang deep lắm. Ngoại. Mình vui thôi. Mệt quá. Quá thật, trái với không khí vui vẻ bên Austin, ở bên này đôi chè, hai chàng trai đang rất tâm trạng. Ổn em trai. Bài nào em anh cảm thấy anh buồn nhất? Vì thế yêu nhau như cơn sóng vô, quần quanh bao năm không buồn mặn hồ. Tình anh đi xa và mình anh vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ dẫn thơ. Và em nâng yêu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Từ gió theo mây ngàn bình yên đến muôn vàn, dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến em chẳng còn nhiều liên lưu. Anh mong lau mắt em cô, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Ngày báo qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Ta yêu sai hay đúng không quan trọng. Em có thấy đau tức là còn thương. Đàn ông chúng ta không có ra nước mắt. Nước mắt tượng trưng cho sự yếu đuối. Nhưng nếu nước mắt ra rơi vì một người con gái, đây là họ rất quan trọng với chúng ta. Rồi khi chúng ta khóc, chúng ta đánh mất họ rồi. Em không muốn tham gia nữa. Có thể là chiều nay em không đến tham gia buổi tỏ tình. Mình có thể hiểu được đó là sự một cái nỗi buồn, một nỗi cô đơn, một nỗi thất vọng. Mình cũng có ý tưởng, cũng có suy nghĩ giống như mình. Có thể trong bữa tiệc hôm nay, khi mọi người tỏ tình, có thể mình cũng sẽ không xuất hiện. Nếu như mà mình cứ tiếp tục cố chấp thì người đau khổ nhất cũng chính là mình. Qua những cuộc hẹn cuối cùng giữa đôi chè thơ mộng, câu chuyện tình cảm của các thành viên đang dần đến hồi kết.
Austin và Vi ngày càng thấm thiết hơn, nhưng trong Vi lại dấy lên một nỗi nghi ngờ. Nhân và Ý đã giữ vững được tình cảm, nhưng liệu họ có giữ được bí mật về mối quan hệ? Minh đã tỏ rõ tình cảm dành cho Diệu, nhưng Diệu đã làm Minh nản lòng.